Công ty cổ phần Địa ốc Visionland mang lại cho khách hàng một kênh đầu tư an toàn, lợi nhuận cao, giúp khách hàng cảm thấy an tâm và thoải mái nhất. Cùng với khát vọng giàu có, nhu cầu sở hữu những nền đất đẹp, giá rẻ và tiềm năng tăng giá cao luôn hiện hữu trong mỗi người. Công ty cổ phần Địa ốc Visionland cam kết mang đến cho sale một môi trường làm việc thoải mái, tự do và cơ hội làm giàu cho bản thân cũng như gia đình. Sứ mệnh của chúng tôi: hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng. Luôn lấy quyền lợi khách hàng là trung tâm. Sự hài lòng của khách hàng chính là sự khẳng định cho giá trị thương hiệu của Visionland. Duy trì lợi nhuận, gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững cho các cổ đông và chủ đầu tư. Chúng tôi đặt chữ tín lên hàng đầu, lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Lấy chữ tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, tuân thủ pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả đức và tài, góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, nhanh nhạy, vì thế Visionland đã đạt được nhân, tạo dựng nhân hòa trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng, nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết. Với tinh thần làm hết sức, chơi hết mình, công ty cổ phần bất động sản Visionland luôn kết hợp giữa công việc và các hoạt động vui chơi giải trí, giúp đội ngũ nhân viên có sự cân bằng tinh thần để mang lại kết quả tốt hơn trong công việc. Giao lưu văn hóa, văn nghệ hay du lịch là những hoạt động mà Visionland dành cho nhân viên trong những dịp nghỉ lễ. Sự phát triển mạnh mẽ về nguồn nhân lực con người và sự đầu tư lớn cho cơ sở vật chất của ban lãnh đạo, Visionland đã dần từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình trên thị trường bất động sản. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty cổ phần bất động sản Visionland, địa chỉ 248 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 027 46 56 86 16, địa chỉ email info@visionlandgroup.vn, website www.visionlandgroup.vn.